tại sao chúng tôi không đóng thùng kín mít cho loa tép mà phải để thò nam châm ra như thế này để cho anh em quan sát. Cái thứ nhất là để chống bịp hai chiều. Hôm nay mình sẽ nói rõ về cái chống bịp hai chiều là như nào nhá. Đây anh em phải nhìn rõ củ nam châm như thế này. Để anh em có chắc chắn rằng khi đóng thùng kín mít vào thì loa tép đến tay anh em liệu có đúng như củ này hay không, hay là nó có thể là củ bị cháo hoặc là nhỏ hơn hoặc là một cái loại kém chất lượng hơn. Vì vậy anh em mua hàng bên mình thì anh em phải nhìn thấy củ nam châm đấy, khi anh em nhận đúng hàng đúng mẫu nha. Đấy, nếu mà đóng thùng kín mít vào thì hàng đến tay anh em ấy thì nó liệu không phải đến tay anh em, nó không phải củ như thế này thì ăn thịt nhau à, đúng không? Về bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng rất sợ. Giả dụ như đóng thùng kín mít vào thì anh em mà cố tình bom á, anh em tháo củ nam châm ra nhá, anh em lắp cái củ hỏng củ chết vào, anh em rút hết lõi đi, rút hết phân tần lõi đi rồi anh em trả cho chúng tôi. Đấy, chúng tôi cũng rất sợ cái khâu này, nên là chúng tôi phải thò tất cả những cái linh kiện này, phân tần hệ thống chống cháy này, củ nam châm ra như thế này để chống bịp hai chiều. Thứ nhất là chiều đi là anh em khỏi bị cháo hàng này, là chiều về là chúng tôi đỡ bị rút ruột công trình, rút hàng. Đấy, anh em lắp cái củ hỏng củ đều vào cho chúng tôi cũng sợ lắm chứ. Đấy, còn khách hàng cũng rất là sợ, nên anh em phải để ý cái vấn đề này. Riêng tép là phải công khai ba mặt một nhời để em nhìn thấy củ để chống bịp nhá. Rất nhiều anh em là mua hàng với chúng tôi về phải chụp đúng ảnh đúng mẫu như thế này, kiểu nếu muốn đóng thùng kín mít vào về nó không phải loại này thì ăn thịt nhau nó khó lắm. Đấy, anh em phải nhìn đấy, như mẫu 800 này để củ 500 xịn này, mẫu 1 triệu này. Đấy, anh em nhìn như thế này nó củ 350, 250, 350, 450. Đấy, anh em phải nhìn rõ. Đấy, đây là cái nguyên nhân số 1, hai cái nguyên nhân tiên phong mà chúng tôi không đóng thùng kín mít cho loa tép, mà cái tiền sử của loa tép ấy, nó phải rời như thế này. Cái tép cóc nó phải rời như thế này, chúng tôi gọi là đẳng cấp. Đấy nhá. Chứ không đóng thùng kín mít vào nó dở ngay lập tức.